Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Tiếp theo video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bảo quản củ giống hoa thực dược qua mùa hè. Thì đối với củ hoa thực dược này, nó có rất là nhiều cách mình bảo quản qua cái mùa hè để đến đầu mùa thu chúng ta trồng, chúng ta làm giống cho cái vụ hoa cuối năm. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bảo quản khô. Như các bạn đã biết, cây hoa thực dược hình thành củ từ những cái rễ, từ những bộ rễ phình to ra và thành củ. Này sau khi mùa hoa kết thúc thì dưới đất cây thực dược để lại những cái củ để sinh tồn cho mùa sau, để sinh tồn cho mùa sau. Như trên tay mình đây đang cầm cái chùm củ hoa thực dược. Đấy. Thì đối với củ hoa thực dược như này thì mình sẽ bảo quản như thế nào qua một cái mùa hè ác nhiệt. Thì đối với lại mùa hè ở miền Bắc thì cái nhiệt độ rất là cao các bạn. Chúng ta cần phải giữ được cái củ giống qua mùa hè để chúng ta đầu mùa thu chúng ta bắt đầu trồng. Cái mùa hè thì nhiệt độ nó rất là cao, mưa gió nó thất thường, vườn của chúng ta mà ẩm thấp, chúng ta không che chắn được tránh mưa cho những cái chùm củ thực dược này, thì là khi mưa nhiều ngày củ hoa thực dược của mình rất dễ hay bị thối, và kết cục là đến mùa thu là chúng ta không còn giống để chúng ta trồng, chúng ta không còn giống để chúng ta trồng để chúng ta lấy những cái mầm chúng ta trồng cho vụ hoa cuối năm. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách bảo quản khô như sau. Đầu tiên các bạn chọn những cái chùm củ thực dược nó già như thế này. Đây là một chùm củ hoa thực dược nó rất là già rồi các bạn. Chùm này thì nó chưa đạt tiêu chuẩn này, chùm này thì nó vẫn còn non hơn này các bạn này. Chùm củ hoa thực dược già là khi chúng ta cuốc lên, chúng ta để chỗ mát một vài hôm, 3, 4, 5 hôm mà cái củ hoa thực dược của mình nó không bị nhăn nheo, teo tóp thì đó là cái củ hoa thực dược của mình đã già. Như cái chùm này mình để hôm nay phải đến tuần nay rồi các bạn, một tuần nay rồi. Củ vẫn rất là căng mọng, không có hiện tượng là teo tóp, chứng tỏ là cái chùm củ này nó rất là già rồi, nó rất là già rồi. Thì đối với những chùm củ này thì chúng ta để giống qua mùa hè thì nói chung là rất là tốt các bạn. Còn đối với những cái chùm củ như này nó vẫn còn rất là non các bạn, nó còn rất là non. Thì chúng ta để giống qua cái mùa hè bằng cách bảo quản khô thì nó cũng được thôi. Như tỷ lệ nó sẽ rủi ro rất là cao, tỷ lệ phần trăm nó sẽ không được cao. Các bạn đã xem rất nhiều video của nước ngoài, bên nước ngoài thì cái khí hậu người ta nó mát mẻ hơn mình, nhưng mà bên nước ngoài thì người ta lại không để củ già như của mình, người ta mới thu hoạch. Khi bông hoa vẫn còn ở trên cây, mới hơi tàn cái là người ta đã cuốc củ lên rồi, mới cuốc củ lên rồi. Trong quá trình bảo quản là cái củ của người ta nó sẽ teo tóp, nó nhăn nheo như quả táo tàu các bạn. Đấy, nhiều khi mình nhập những cái củ giống từ nước ngoài về, củ nó khô hết rồi chả còn cái gì các bạn. Nó như là một cành củi khô, củ giống nó rất là nhỏ và nó nhăn nheo. Nhiều khi trồng tỷ lệ thành công rất là khó các bạn. Mình đã thất bại rất là nhiều về cái giống mua giống ngoại từ nước ngoài. Vì khi về đến mình nó khô như là cái thuốc bắc ấy các bạn, nó nhăn nheo, gọi là nó không còn sự sống nữa các bạn. Mỗi chùm nó có một vài cái mầm thôi, bởi vì người ta bảo quản cái củ giống nó hơi bị lon, nó hơi bị lon nên là về trồng nhiều khi mọc lên cây rồi xong lại bị thối các bạn. Đấy, thì mình khuyên các bạn nếu mà để giống bảo quản khô thì các bạn để cho củ nó già một chút như này, sau đó các bạn đào lên rửa sạch, các bạn để vào chỗ mát cho mình, các bạn để chỗ mát khoảng độ một tuần nữa, cao ráo thoáng mát để cho cái củ hoa thực dược nó ngót bớt nước đi các bạn, nó ngót bớt nước đi. Bởi vì trong quá trình mình mới đào lên là cái củ hoa thực dược nó vẫn còn rất là mọng nước các bạn, nó vẫn là ướt, nó vẫn là ướt. Thì mình sẽ để cho nó khoảng độ một tuần hoặc là chục ngày để cho nó ngót ngót bớt đi, để cho cái củ hoa thực dược nó khô, chứ không phải là mình cuốc lên cái mình đã cho vào mình bảo quản ngay. Thì mình bảo quản ngay thì nó sẽ, nhiều khi mình đưa vào mình bảo quản là nó sẽ mọc mầm luôn các bạn ạ. Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta bảo quản trong hộp cắt tông. Đây thì mình đã chuẩn bị một cái hộp cắt tông nhỏ nhỏ thôi. Mình làm video thì mình không làm hộp to các bạn, làm cho các bạn xem thì cần cái hộp nhỏ nhỏ thôi. Thì đối với chùm củ thực dược, sau khi các bạn đào lên, các bạn rửa sạch, các bạn để khoảng độ một tuần thì các bạn cắt bỏ cái đầu cuống này cho mình đi, cắt bỏ đi. Này, chúng ta để dài quá thì nó cũng vướng các bạn. Cắt tông thì các bạn đục lỗ cho mình như này, đục lỗ vòng quanh cho mình như này để cho nó thông thoáng các bạn, để lấy cái không khí bên ngoài nó lưu thông vào trong cái hộp này.
để cho nó thông thoáng, để cho cái củ của mình ở trong nó đỡ bị ẩm mốc các bạn. Tiếp đến các bạn là dùng cho mình một ít chấu này, các bạn nót ở dưới cho mình. Thì đối với lại các bạn mà không có cái chấu này thì các bạn có thể dùng mùn cưa hoặc là những cái giấy vụn mình cắt ra, giấy vụn mình cắt ra cũng được các bạn. Đấy, thì các bạn là nót cho mình như này, này nót cho mình như này để cho nó cách để cho nó coi như là chống ẩm các bạn, cho nó chống ẩm. Sau đó các bạn đặt cái củ thực dược lên như này cho mình. Thì cách này chỉ áp dụng cho làm với những cái củ già như này các bạn nhé. Còn những cái chùm củ này thì mình làm cho nó có thôi các bạn. Thực ra nó chưa đủ tuổi để chúng ta bảo quản khô các bạn. Để một thời gian nữa thì nó già, chúng ta bảo quản khô thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà hôm nay thì mình vớ được 4 cái chùm này thì mình sẽ làm cho các bạn xem thôi. Đấy. Thì các bạn là xếp ngay ngắn cho mình. Xếp như này cho mình. Vào đây. Tiếp đến là các bạn dùng chấu này, các bạn phủ hết kín cho mình. Phủ hết kín cho mình. Các bạn có thể dùng giấy vụn cũng được nhé. Các bạn cắt giấy vụn cho các bạn cho vào. Hoặc là cái mùn cưa khô. Hoặc là những cái phon bào. Đấy, các bạn cho vào như này cho mình. Các bạn cho đầy vào cho mình nhé. Cho đầy vào cho mình. Thì đối với cách bảo quản này thì chúng ta bảo quản được mấy tháng các bạn. Thì lúc này là âm lịch nó là tháng tháng 3. Thì chúng ta chỉ cần đến cuối tháng 6 âm là chúng ta trồng. Cuối tháng 6 âm là chúng ta trồng. Thì chúng ta bảo quản khoảng độ hơn 3 tháng các bạn. Hôm nay thì nó là tháng 3 âm lịch rồi. Nếu các bạn bảo quản lúc này thì chúng ta bảo quản hơn 3 tháng. Cuối tháng 6 âm lịch, đầu tháng 7 âm là các bạn bắt đầu trồng cho mình. Là các bạn bắt đầu trồng cho mình. Thì lúc đó là nó là cuối hè rồi. Là cuối hè, đầu thu. Khí hậu miền Bắc lúc đó thì về đêm thì nó mát mẻ, nó có chút sương đêm các bạn. Thì chúng ta bắt đầu là mình đậy cái hộp này lại. Hộp của mình hơi cao, mình sẽ cho nó thấp xuống các bạn. Này mình chế nó hơi cao. Sau khi các bạn phủ một lượt chấu lên như này thì các bạn sẽ đóng cái hộp này lại cho mình. Đóng cái hộp này lại cho mình. Cái hộp này của mình thì mình chế nó hơi cao nên là củ hơi vơi nên là mình phải bẻ gập bớt đi các bạn. Bẻ gập bớt đi. Các bạn có thể dùng cái hộp nó vừa vặn hơn. Các bạn chọn những cái hộp nó vừa vặn hơn thì chúng ta để nó đẹp hơn. Thì đối với hộp cắt tông thì các bạn chọn cái bìa hộp cắt tông nó cứng cứng một chút các bạn nhé. Vì trong quá trình chúng ta bảo quản mấy tháng trời các bạn, chứ không phải là chúng ta bảo quản vài ngày hoặc là một tháng. Nên là mình khuyên các bạn là dùng cái hộp cắt tông nó cứng một chút. Sau đó các bạn lấy băng dính các bạn dán cho mình vào. Dán cho mình vào. Đây là cái hộp mình chế nên nó không được đẹp các bạn. Méo mó vẹo vò nó không được đẹp. Đấy. Các bạn này, để những cái lỗ này thông thoáng cho mình. Thì sau khi mình đóng hộp như này rồi thì các bạn đem vào trong nhà, để trong cái nhà có mái che, để những cái chỗ mát mẻ các bạn nhé. Mát mẻ, không có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, không có mưa thì chúng ta để đấy. Chúng ta đừng để trực tiếp mặt đất này nhé các bạn nhé. Các bạn nó để lên cái giàn hoặc để lên cái kệ gì để chúng ta tránh nó tiếp xúc ẩm với lại cái mặt nền nhà của chúng ta. Thì sau khi khoảng độ một tháng hoặc một tháng rưỡi thì các bạn lại kiểm tra cho mình. Các bạn lại bỏ ra các bạn kiểm tra cho mình xem là bên trong có cái củ nào nó bị thối không. Nó bị thối không các bạn. Thì nếu kiểm tra mà thấy củ nào thối thì chúng ta loại bỏ. Loại bỏ kịp thời luôn những cái củ đi. Sau đó cái vết mình cắt ấy,
thì mình có thể dùng vôi mình bôi nó vào để mình vệ sinh cho cái vết đi, nó khỏi nhiễm trùng, nó khỏi lây bệnh, lây lấm sang các chủng khác. Đấy là cái cách bảo quản củ hoa thực dược bằng cái phương pháp bảo quản khô. Thì video sau thì mình lại chia sẻ cho các bạn cách bảo quản khô theo một cái phương pháp khác. Hôm nay thì mình chia sẻ cách bảo quản khô theo cái phương pháp mình để trong hộp cắt tông này thôi các bạn. Đấy. Thì nói chung là bí quyết nhà nghề là mình truyền hết cho các bạn rồi đấy. Truyền hết cho các bạn rồi đấy. Mình không có giữ cái gì đâu. Đây là các bạn xem video, ủng hộ cho mình. Mình sẽ truyền đạt những cái kiến thức trong quá trình trồng hoa mà mình rút ra được kinh nghiệm, thì mình sẽ truyền đạt cho các bạn qua những video. Đấy. Nên các bạn cứ chú ý theo dõi kênh của mình. Thì nói chung là các kỹ thuật thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Chia sẻ cho các bạn để cho các bạn cũng trồng thành công những cái cây hoa thực dược. Để chúng ta có những cái đam mê chơi hoa thực dược. Chúng ta không cần phải đi mua những cái cây người ta làm sẵn, người ta bán sẵn. Nó có hoa sẵn về chúng ta chơi. Mà tự tay chúng ta trồng được. Không những trồng được mà chúng ta còn trồng được nhiều. Video của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn bảo quản giống hoa thực dược cho vụ Tết 2023 thành công.